Chiều ngày 17 tháng 4, Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Bình Tiên tổ chức lễ khánh thành sân golf Nara Bình Tiên tại thôn Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Sân golf Nara Bình Tiên với tổng mức đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng, có diện tích 80 ha, nằm trong dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp Nara Bình Tiên Golf and Beach Resort với tổng diện tích 190,4 ha. Sân golf 18 lỗ được thiết kế nhiều hồ nước lớn, vừa để trữ nước cho mùa khô, vừa tạo vẻ hoang sơ tự nhiên. Ngoài ra, sân cỏ Platinum được dùng để xử lý nguồn nước ô nhiễm. Bên trong clubhouse có 3 tầng với sức phục vụ gần 400 khách. Trong đó có phòng đa năng rộng 172 m² với tầm nhìn bao quát ra sân golf, đường bờ biển và nhà hàng 200 chỗ. Ngoài ra, sân golf còn có không gian thư giãn, ăn uống ngoài trời. Trong giai đoạn 2, từ năm 2023 đến năm 2024, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện đưa vào khai thác vận hành khách sạn golf chuẩn 5 sao, khách sạn biển, khu vui chơi giải trí hỗn hợp chuẩn 6 sao và công trình dịch vụ công cộng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương sự nỗ lực quyết tâm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Bình Tiên, đồng thời đề nghị nhà đầu tư tiếp tục tập trung các nguồn lực để nhanh tiến độ xây dựng để giai đoạn còn lại của dự án hoàn thành đưa vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra với chất lượng cao nhất, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật. Các đơn vị tư vấn, các nhà thầu cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, đảm bảo chất lượng an toàn công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Quá trình thi công không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân khu vực lân cận dự án. Quan tâm tuyển dụng, sử dụng lao động ở địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư để việc triển khai phần còn lại của dự án khu du lịch Bình Tiên hoàn thành đúng tiến độ. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện chủ đầu tư đã thực hiện nghi thức cất băng khánh thành sân golf Nara Bình Tiên.